Vậy các bạn đã về nhà coi bài chưa? À, trả lời dứt khoát đó. Có nghĩa là chưa coi bài. Nếu nào chưa coi bài là đưa tay ngay cho. Đứa nào dám coi đưa tay ra coi. Rồi. Em trai thì cô chưa có cái hình đẹp trai cổ, cho nên các bạn sẽ học mà em trai cũng thất lưng. Rồi ít bình nữa cô cũng sẽ kiếm ra được hình em trai cổ để cho Thi yên tâm. Rồi. Đi tiếp em. Còn thằng này vẫn có. Tại vì thầy chưa có tuổi với cô thôi. Rồi. Đếm cuộc sống đếm được chưa? Sẽ đếm từ dưới đếm lên. Tại vì mình từ trên cái thuốc mình không biết là bắt đầu từ đâu hết. Sẽ đếm từ dưới đếm lên. Đây là F1. Thì đây là L5, 4, L3, L2, L1. Và đây là D12 và D11. Đánh số là như vậy. Là tương ứng cho các chỉ đệ L5F1, L4L5, L3L4, L2L3, D12, L1, 5, 4, 3, 2, 1. Đây có là D12, D12L1, con này là L1L2. Rồi. Tương ứng những cái địa đẹp và đằng sau này là ống tủy sống và tủy sống thì có chùm đuôi ngựa. Rồi tủy sống, chốt tủy hay là nón tủy, và đây là chùm đuôi ngựa. Chùm đuôi ngựa bản chất là những cái sợi dây thần kinh. Rồi cái này là gì các bạn? Dịch não tủy. Rồi còn đây là những cái mỏng dài. Rồi đến cái tiếp theo đó là những cái dây chằng. Có những dây chằng nào? Dây chằng dọc trước, đi dọc theo các thân của cái đốt sống. Có dây chằng dọc trước, đây là dây chằng dọc trước ha. Rồi ngay thành phía sau của cái thân sống này là dây chằng dọc sau. Đây là dây chằng dọc sâu. Đây là dây chằng vàng. Dây chằng vàng. Vàng. Vàng xanh tím đỏ. Chằng vàng. Dây chằng vàng nha. Rồi, đây là dây chằng liên mỏng gai. Phải là dây chằng liên gai. Và giữa những cái mỏng gai với nhau là dây chằng liên gai. Đây là dây chằng liên gai. Và ngay phía trên của các cái mỏng gai đó gọi là dây chằng trên gai. Còn nữa.
ngang. Lỗ lỗ phần trứng. Lỗ gì các bạn? Lỗ gan. À, lỗ gan đúng không? Lỗ gan đúng không? Rồi cái này là gì? Cung 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 gì? Cung cung sống. Cung cung sống. Rồi. Đây là cái khớp gọi là khớp khớp máu. Đây nè, đây là những khớp máu. Rồi, hướng axio. Hướng axio á sẽ cắt theo những cái lát này, giống như thế này. Đây. Cái này là sẽ song song với các đĩa đệm. Đi theo giữa địa đệm song song vào các địa đệm. Đây là những hướng axio. Này tâm chỉ hướng dẫn các bạn học thuật thôi. Cô chỉ đưa lên đây để mình biết là mình định hình được cái này. Đây là những cái lát cắt mà nó sẽ đi ngang qua các cái địa đệm. Chủ yếu là đi qua các địa đệm ha. Này là cái gì đây? Thân sống. Còn cái đen thui thui này gọi là địa đệm. Đây, địa đệm. Này thì lại là thân sống. Rồi. Thì phía sau này ông đứng chống nặng được không? Mình thấy cái gì đây? Đây là cái lỗ. Lỗ gì? Lỗ ống sống. Rồi. Đây là cái thân sống. Đây là cái cuốn cung sống. Cuốn cung sống hai bên. Rồi. Đây là cái khớp máu. Thấy không? Đây là cái khớp máu. Đây là cái mảnh cung sống. Và đây là mụn mụn gai. Rồi. Dây chằn. Nãy nó có những dây chằn gì? Dọc phía trước này là dây chằn dọc. À, dây chằn dọc trước. Đây là dây chằn dọc dọc sau. Đây là dây chằng vàng. Cái màu đen à, đây là dây chằng vàng. Và ngay phía trên của các mụn gai này gọi là cái dây chằng gì? À, dây chằng trên gai. Còn dây chằng liên mụn gai là giữa các mụn gai với nhau. Cái này là cái mụn gai ha. Cái đen vui vui này ngay phía trên của cái mụn gai đó gọi là dây chằng trên gai. Còn này là dây chằng liên gai. Rồi. Mình thấy cái gì chấm chấm thằng này. À, cái này là những cái sợi thần kinh của chùm đuôi ngựa. À, còn cái gì nữa? Này là cái cuốn cung sống ha. Rồi. Ngay giữa. Này có gì? Để coi. Khớp máu trên trong và dưới ngoài.
Là sao cô nói trên dưới là cái gì? Có máu khớp trên và máu khớp dưới, hai cái nó khớp lại với nhau tạo nên khớp khớp máu. Thì máu khớp trên nó nằm phía trong, máu khớp dưới nó nằm phía ngoài. Đây mình thấy nè, đây là một cái khớp máu, mình đang đi ngang một cái khớp máu. Và máu khớp trên của L mấy đây? L2. Nó sẽ nằm phía dưới, nó là phải nằm phía trong nè. Và mà là máu khớp dưới của L1 thì nó nằm ở phía ngoài. Đây là máu khớp dưới và đây là máu khớp trên, và đây gọi là khớp máu. Phân tích được trên nhớ nổi không? Tốt. Thank you.
chạy luôn. Rồi nhìn lại đến hình của cô nè. Như vậy thì đây là điểm ngang điểm nào? 5, 4, 3, 2, 1. Giống y như hình của bạn luôn. Thì đây là xích vô chút được không? À, cảm ơn nha. Bạn không có bài đúng không? Đây. Đây gọi là lỗ liên hợp. Là nó được tạo bởi cái gì? Hậu quả, cái phía sau dưới với cái móng lớn của cái thần trên và trên và bóng tấm trên của dưới cái nặng lên đấy. Cái cắt mà đi ngang qua đây thì nó sẽ cắt có cái khoảng này gọi là lỗ liên hợp, nhưng mà nó cắt mà đi ngang qua đây thì cái khoảng này gọi là cung sống. Địa điểm L34. Khớp máu. Đây là khớp máu. Bên phải là khớp máu phải. À, bên phải của L3L1. Và đây là gì? Máu trên của L3. Máu khớp dưới L3. Máu khớp trên L4. Máu khớp trên của L4. Dây chằng dọc trước, dây chằng dọc sau, dây chằng vàng, dây chằng trên vai. Chùm đuôi ngựa. Đây gọi là mở ngoài ba màng cứng.
mở ngoài ba mặt cửa. Tam giác tròn ngay phía ngoài chúng ta là cấu thành, gọi là tam giác mở. Hết phần cuộc sống rồi. Rồi các nhóm làm việc với nhau đi.